mẹ nó vợ chồng nó chưa nén nó lấy mẹ nữa. Rồi mà đi bốc mai mẹ nghe. Đang cái xanh vợ chưa xuống nữa. Mẹ là buồn dữ vậy trời. Không lấy ngầu anh em cứ nghe cái tiếng bạch bạch cho nè trời. Mày quay canh con nó trời. Mẹ mày. Mẹ mày ở đâu? Đi lấy đồ đó ngồi chơi cho mày. Mẹ điên. Vô nó chưa nén nó kiếm chút nó đẩy nhỏ ra đậu con nồi đã chơi nữa mình canh. Mẹ nó điên thiệt rồi. Con em bánh này con. Em bánh này. Cái gì? Kính ơi, chúng ta chưa dặn đi ấy nha. Con anh thảo đưa chú. Cảm ơn con. Chúc quỷ mẹ rồi. Nhớ đây đóng đi quá. Còn có cái vui là ăn bánh thôi các bạn. Gần tốt rồi các bạn. Buồn quá. Không biết làm gì luôn. Mày đó. Nhớ hình nóng ăn bánh mà mới có miếng ăn à. Chưa nén vợ chồng phải vô nó lấy rồi các bạn. Đẩy nhỏ ra ngoài. Ngọc mình đi chơi á. Còn hai vợ chồng đủ mấy ít ký vô phòng nó đếm cửa nó hướng cái từng chân mặt của nó. Má buồn quá. Tất từ ra hàng xanh nó cũng rút. Giờ cơ mẹ nó ông buồn lấy vô gõ cửa đang kìm hãm lại rồi trông sướng nữa mà. Giờ không biết lại à. Hồi nhỏ nó mang bánh các bạn. Nó sắc hút quá. Giờ quay ở phòng nó là nó nghe tiếng động rồi. Nó nghĩ mình rồi nó nói rồi. Biết nhau. Rác nó lại. Nó còn cứ chắc ai mẹ nó sắp bảo rác không. Mẹ nó như bơm mí rồi nó phạt rồi nha các bạn. Mấy nó nghĩ ra mà nứa cái mà nó bỏ vô phòng rác các bạn. Trong khi nhà mình cái bơm mí rồi là nó sống như thiệt chứ bấm mỹ vậy. Mẹ cứ lục mấy thùng rác có đồ ngon, đồ chơi ngon là bỏ rồi các bạn. Ai út mà. Mời các bạn ăn kem cùng anh em mình nè. Trồn khăn nước đẹp quá các bạn. Mình không dám ra phòng đó các bạn. Nguyện nghe tiếng động đó cơ mà nó nói mình rình đồ nó. Ở đây mà nãy giờ bấm mỹ mà phạt rồi nha các bạn. Mẹ nó sống Việt Nam mà nó sống như Mỹ rồi cứ nửa cái rồi nó bỏ. Bỏ đó. Ngon. Hấp mẹ. Hấp mẹ. Giờ mình ăn cái này mà ngửi thử ý tưởng như mình trôi nó các bạn. Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi. Mày cổ. Tôi gọi anh hấp mẹ. Ừ, mấy người mẹ đẹp đấy nha. Chó đây không bao giờ mà nó xuống nó đại mình hộp bánh ngon lành vậy. Mẹ tết tư cũng tặng quà cho mình kì hết. Nó vợ chồng mà điếm á, chỉ biết lấy mà. Đồ mấy giờ mình có. Giờ mình có ý tưởng rồi các bạn. Các bạn hãy theo cho mình nha các bạn. Mình sẽ like vào clip. Rất là hay, rất là ý nghĩa nha các bạn. Các bạn hãy theo cho mình nha các bạn. Cột con ta xe ấy cột. Mấy đây không chào nữa đúng không? Chào chú nha. Đây không chào nữa đúng không? Chào chú luôn nha. Giờ chào con mình các bạn. Cột nó mua chi mà đồ đạc rồi nó trâu gì phí quá mà. Cái đây còn cái không chào nữa đúng không? Là chú luôn, hai xe ra luôn. Rồi cái đây con ở cho không cho bộ chú luôn nha. Cho con ấy thôi con chơi đụng má mà gái một mớ xì rồi. Nhà nó dẻo nó có tiền nó mua chê cho con chơi với mình tiền đâu. Ly đâu ta giơ lên cao hai ba đôi có đi nào mừng cho lộc tới ào ào tết này sung túc dân chào. Ok rồi các bạn hãy đón xem nha các bạn. Mình sẽ làm cho nội bộ của nguồn thiết nó tương tàn, nó cãi lộn mà nó nghi tết luôn các bạn. Mình muốn nghi tết đâu rồi.
còn con quần chó ra tôi gọn hoài giờ chưa lên đâu. Mấy em bị thương. Mấy mình nó lấy còn nó mấy chiếc chì nè. Kêu lên có chuyện như không có chuyện tôi kêu bà lên làm gì. Đi đâu giờ mới lên như vậy. Nhé mắt lại. Nói thiệt nhé mắt lại. Anh muốn gặp thằng em này. Thì hỏi cho cũng tốt rồi. Tốt tư rồi anh cũng muốn nghĩ tốt sống. Anh có quẹt đặc biệt thằng em này. Em nhé mắt lại đồ coi thứ quẹt vậy. Chịu đèn rồi đó, chịu đèn rồi đó. Chết cô đĩ mẹ. Gì mấy là anh quay à? Quay gì tự nhiên chu mở luôn. Chu mở bình thường chứ em sao không ngại quá. Thì qua đi mấy giờ anh nhắm. Dạ dạ Trung Quốc. Dạ. Dạ. Tụi bay đậu nghe chuyện người lớn rồi tụi bay hỏi gì vậy? Mấy em mới thấm chí đẹp bây giờ. Bây giờ tao nói đi. Tới đây thằng Thiếp nó tặng quà cho tụi bay chưa? Chưa, tặng quà chứ tặng quà. Đây nè, tao tặng quà cho con Quỳnh nè, thấy ba bạn không? Cũng Quỳnh nó làm với anh làm mót có mấy clip à. Nhưng mà anh thương nó, rừng nó đi bán mai rừng lái máy đây. Mấy ông lấy mày này chết. Như ông lấy đâu cũng cột. Đây đây đây. Mày lấy gì mày? Được cái xe cũng cột về tôi mới muốn viên tôi tặng nó. Chu cha. Mấy mày đừng nói thằng Thiếp nó. Rồi không nói đâu. Mẹ đưa gì rồi cho con tao chơi với con tao bè đứa nó nên đứa mà chơi nhiều cũng mày. Mày thứ cháu con bè luôn vậy. Lùi mà lái chuyện. Giờ này có từ sang đến nay này. Mày thấy hầu dòng Thiếp nó tặng quà mày không? Tớ tư dài là trăm nghĩ đâu ạ. Mà không thuốc lắm rồi. Ví dụ đi á, em mưu làm mốt rồi mà giờ còn muốn làm vậy. Sao Sang, Sang, anh tặng em này Sang. Không á. Nè, cảm ơn. Đây, tặng nhanh Quỳnh. Quỳnh, em làm cho anh mốt hai bé clip đúng không? Đúng. Nhưng mà cái tình cảm anh dành cho em là rất là sâu đậm. Tình anh em chứ không phải tình yêu bậy bẹ đâu chứ. Đúng không? Thì rừng nó đi đâu, chỉ có một mình nè em à. Là ở dưới anh. Đúng không? Đúng. Không, em không phải với anh. Trời ơi. Gì vậy? Đây đây đây. Nói chị Ngân này, nói chị. Anh Hồng Hoàng có cái tặng quà gì không? Xin xin mời chụp tấm hình đi. Anh tới gì hả? Vừa lên cái này. 1, 2, 3, em vô bình thường luôn. Mày có từ lúc nào rồi mà. Thì bị hầu trường Thiếp nó tặng mày cái con mẹ vậy không? Có. Có nhưng mà sao giờ tới 21 rồi nó chưa tặng mày thấy không? Trong khi người ta cho nó ý từ lúc 19 à. Ráng đừng không vợ đi bán mai tôi cho người liền tại nghe tốt xem cho người còn còn bây giờ tụi bay làm thứ 21 rồi mà thằng Quỳnh Thiếp nó đến đó nó chưa tặng quà chưa mua đồ tốt cũng chưa cho người luôn thì ông chưa tặng thôi không bữa không bữa đây tao tiếp mày này hồi nãy anh có hồng bữa chứ đây cách đây mấy ngày lại anh mua áo quần cho em này mua áo quần cho người luôn hả áo của quần Lật Khe đúng không không phải mày mày mình biết nó mua đồ của tụi bay không làm gì có đúng đó nó tạo thiệt mày cuộc đời vợ chồng nó điếm lắm đúng tụi bay đừng có làm đó nữa nghĩ mẹ đi mày á nè đáng lẽ mày hôm bữa mày gom đồ vừa tết rồi đúng không đúng rồi nó ít kỳ đủ nó nhỏ mọn mày còn phải gia đình vừa sửa soạn cho gia đình ấm cúng hạnh phúc nữa chứ ấm rồi không mày nó giữ mày lại làm gì nó lừa này lấy tiền độ mày hết rồi giờ nó giữ mày lại thành nó độ mà cậu cháu gì chia tay mẹ Quỳnh anh tặng mẹ em Quỳnh là anh có bật anh nói với em nè cái gì cũng vậy cái tình nghĩa anh nó rất là sâu đậm người ta không hiểu anh nên nói anh ít cười thôi chứ thiệt ra cuộc đời của anh này để em nói em nói à. Hôm bữa anh có tặng quà cho em rồi có quà tinh thần rồi bây giờ tặng nữa anh em ngỡ lắm em ngỡ để em mệt quá anh ơi mà mày hai hàng này thiệt đó chứ hai hàng điếm chó này đỡ Trần Thiết có tặng gom nghe đâu sao nó không tặng quà tụi bay đâu nằm ngủ tụi bay thấy tao tốt quá đúng không thấy tao đậu mày sống quá trượng vô đúng không quá thoáng luôn đúng đây không đây hai năm anh chưa tặng em mà đổi ly cà phê đổi em ly cà phê luôn á đây giờ nó tặng quên này cho tụi bay thấy đỡ coi thôi chú tụi bay sống tính là chú cần của tụi bay thì sống với tụi bay kiếm chó như thế nào quên anh tặng em đây hát về tình hình đó ai lại gặp lại làm lại gặp lại đây anh tặng em này Quỳnh cuối cùng thì gọi nhau là la 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 la
giờ anh nói thiệt em nha, em làm anh mới có 3 ngày thôi. Em cảm động. Thân khác mà. Anh hiểu hoàn cảnh của em. Hoàn cảnh của em rất là bi thảm. Thôi quốc thân khác mà. Ba em giấy đâu, mẹ em giấy đó. Ba em là chồng khác tôi. Đúng giờ. Không, anh đồng cảm, anh đồng cảm với anh có làm gì đâu. Anh ôm em nhẹ thôi. Ôm nhẹ thôi mà cái gì đâu mà. Mày làm cái gì mày? Rồi hết rồi, hết rồi. Anh có tốt anh cũng có gì, anh tặng mẹ em. Anh có mẹ đúng không? 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 Thành Thiếp có khi nào nó tặng mì thương tụi mày không? Thương tao nè, tao tặng mì thương cho mày này. Dây dữ anh nhăn. Lì xì đào nam cho em, cuối năm cho em. Anh có ý định gì hết trời chắc không? Có ý định là... Anh là anh thiệt tình với em chứ anh không có một ý định gì hết. Thằng Rừng là anh cũng cho một sắp đi Hà Nội rồi đó, có tiền xe trang trái cho nó. Thôi món quà tinh thần được rồi chứ mặt nhắc quá em. Em cứ giữ đi. Em sao ngại quá em giữ đi. Anh Quốc ơi. Quên không giữ. Em giữ đi mà. Em sao không ngại à. Em mất được chiếc xong rồi sao em ngủ rồi. Nhận cho anh vui nha. Cuối năm rồi. Nhiều không? Cái tình cảm anh dành cho em là má mẹ mà tình yêu sao lại chết. Ừ. Vậy không? Về nhà khui. Không có được khui ở đây nha. Em 20 ngàn đó như đó mà. Ờ 20 ngàn không tiền lẻ đâu cái gì đâu. Không. Chụp cho anh em ta vô hình mày. Rồi, chụp lắm mình thôi. 1 2 3. Thôi đi. Đi mấy anh trời đuối với gặp mình tại chẳng đồ sướng dữ không ấy của quà em như ơi anh đồng cá như em đưa anh ôm em một cái anh tỉnh về với tỉnh tiền mà không đáng được ôm em đâu mà lại đây mình lại đây đó là tưởng ở làm cho mất hứng mà lại ông nói anh đây mình bắt tay chứ tự nhiên quên ở lộn tôi nói vợ anh ra ngoài với lộn quên cầu quá cầu quậy đừng muốn coi mấy cảnh đây cầu quậy bắt trước cầu quậy hãy đến với nhau đêm nay mình say mày mày là nó giờ tới ngày mới nó tặng mày thấy anh sống sao vậy em quỳnh đồ lại đây nói chuyện với anh mất thấy cơ hả chứ mày chính là chuyện đạp đá tức là món này anh mất thay đổi này đủ hả để lại anh có đừng có chọn với em nữa giữa tuần hả đây anh em mình nói chuyện à quên anh quên ông quen tay rồi thằng nào đây mẹ anh mất rồi lớn rồi xanh thì tiếp nó tặng mày gì chưa tao tặng mày cái đồng hồ lại mang cho quá đồng hồ của em mà ông nội anh chồng quen là thiệt luôn á nhá. Anh nói thiệt với em á, em sống anh chưa bao nhiêu ngày nhưng mà thằng Thiếp nó có đối xử với em vậy ạ? Làm gì có, đối với nó đâu nó lợi dụng em thôi, em hiểu không? Anh mới thiệt tình nè, đối với mình á, ai làm cho mình rồi mình phải có quẹt cả cáp cho người ta cuối năm đọc cho đúng rồi. Mấy đứa nhỏ đủ mấy đứa đi mày thay quá các thay đổi đi. Em sao không ngại gì đấy anh với em mình các anh em cứ nghĩa mà cái gì đâu mà em ngại. Từ có khui đỡ gì nhà khui đứng lên anh gì vậy? Dì em quá. Quân em muốn đẻ quá. Thấy hầu gì mà làm thiết rồi được vậy không? Làm có mà. Em cứ nghĩ anh là sao lại dím cho anh rồi sống tình cảm luôn á. Tại sống nó đúng không? Còn thiết sao? Tới ngày hôm hai em bè mày đồ chiều quơ rồi mày nó gài thớ đậu mà nó đưa tiền mày đầu ra uống cờ bạc đâu nó lộn tiền mà lại đó mà làm trời ơi cái nó bùi gì nẻn dữ à nó tao nói thiệt hơn tiếng đó nãy giờ chéo tao tao chờ nó đụng mày 20 triệu đậu đó sao vậy mày làm tao đi mày làm tao đi rồi mày thấy còn để năm sau người ông em nha anh còn thanh nhau này anh nói thiệt với em luôn nói thiệt ơi quê bên anh đưa tóc là hàm mừng lẹ anh chưa tặng như ông quỳnh nữa mà nó tao ấy chia tặng cho mày một cái thùng quà thiệt lớn cái đâu vậy em làm gì tao có tất rồi đấy đó anh quất anh má tặng chị Quỳnh vậy tao á là má tặng cho ông Quỳnh này một cái thùng quà một đồ lì xì đồ mấy quà tất chúng rồi em gì anh mua mấy đồ quà nó có quà bảo quà gì anh muốn gì mà tặng quà cái thùng quà chúng em vậy thùng
quà đâu. Quà gì? Quà Tết. Mày mất giờ mà mày mày bị tiêm cho mày. Tiêm quá. Mày chưa nào. Mày mất anh mới giờ thì Quỳnh mới tặng cho thấy không? Chứ mày nụ gì vậy? Từ từ tao đủ mày phải chưa quen em mơ mày. Đang đi đang nghe này. Sao anh quốc mới? Bao giờ mày nó đầu quà cuối năm rồi? Anh vậy hả? Anh rừng anh đi bán mai rồi với tụi bay đi đâu mà tụi bay đòi. Mày ở đây mày chưa làm. Ủa thằng Sanh đâu mày sắp nhà tao đây mà. Mày ở đây đâu mày nôn như mày. Mà có mày chẳng làm gì mới làm rồi về sớm hả? Do đó là bữa nay ông tặng mày. Dĩ mày, hai chồng tấm cám tụi bay ác quá. Mày ác quá tụi bay quá. Làm gì? Làm gì? Chứ giờ ông bố ông cháu mày nó đòi gì rồi sao mày không cho nó gì ở đây? Tụi mày ăn mốt rồi nó còn chia đình. Nó dọn nhà dọn cửa. Giờ sống làm gì? Trở lại làm kiếm đồng. Kiếm đồng gì? Kiếm nhà hai vợ chồng bay với nó được gì? Em hỏi mày nha. Ủa nó đi làm thì nó đi chơi vậy? Không biết mà giờ tặng tiền tặng quà nó mặc đồ tốt cho nó. Anh còn vô nha. Mẹ đỡ không còn phải cho đó. Bây giờ tao nói mày nghe nè. Mày vừa phải đâu? Bữa mày thấy Quỳnh tao mới làm tao mua đồ quần áo nó không? Đúng không? Mua quần là khi mày có mua đồ cho Sang với Sang không? Chưa, từ từ anh nói. Từ từ cái gì? Em mua mốt rồi. Tao bê rồi. Đúng rồi, tao nhiều ơi, từ từ. Anh tặng cái đồ là rầu, đồ em để. Thấy vậy buồn không Quỳnh? Dạ. Đi em không tặng đồ nhưng mà em tặng tiền. Đó cho nó mua cái gì nó mua. Còn anh đồng cảm với nói, anh nói đồng cảm tao nè. Em chứ không phải là cái đồ quá keo cơ đâu mà đồ mất. Anh coi em là gì, anh đâu có karaoke okay, em biết. Ông ấy là ông này, cứ ôm ấp một tình anh em này. Anh em gì? Còn anh nữa, anh đồ mày là tự đụng, đi. Anh đi. Em mà sao anh cứ mà sống sót cho người em hoài vậy? Không quá, tôi tưởng là anh mồm lắm. Giờ anh đặc biệt. Tao nói mày nghe này. Con vợ mày nó theo mày hai chồng mày như cái đồ phụ phí. Để làm nó thứ 21 hôm nay, chờ mấy đứa nhỏ đi cái gì ở đây. Tặng quà tốt mà tao cần làm đó. Anh cho đồ mắt em nghĩ chưa? Nghĩ đâu? Giờ tôi tặng tiền tặng quà cho mình. Anh nhẹ nhẹ cho anh xuống là chị. Tao hôm nay đỡ tao dạy cho hai vợ chồng mấy một mẹo. Có nhầm từ tới với con người. Hiểu không? Có nhầm vậy. Mày cũng làm ngư gương thiệt. Giờ làm chó này không? Cái đụng mà không nói gì không? Chứ giờ 21 rồi đỡ cho người ta gì ở gia đình hạnh phúc hơn người ta. Mày biết mẹ nó mở cửa chờ nó từng ngày. Thành con tao đâu con nhưng mà nếu như Quỳnh để làm cho anh tính lương lắm. Ừ, tạm tính lại. Đâu, tặng mẹ. Đâu, má cực quá. Còn tặng nữa con vậy sao, cuối nó nói gì vậy. Mày tặng gì tặng cho Phương không? Tặng cho Phương tặng gì cũng được. Sao mua được Phương không, vợ em tặng cho em. Thì mới làm tặng cho Phương đấy, được rồi. Anh biết ở đây bồn nữa gì em bồn xe con ở đây em bút quẹ của vợ em nha. Quẹ vợ mày chứ của ai đậu mày sao nó tặng vậy? Tao mua mà mày tốt bổ thay mà tệ gì đậu lâu rồi được á. Ủa cái này nó cái chồng sao chẳng thuốc gì vậy thuốc gì chị đi nó đây này tốt là nay miên mèo mà nè phụ khoai là cái gì em bút em ba quơ đồ trao con cột đâu nữa đây vậy kéo con cột ơi. Lâu ngày tao tặng nó giấy mà. Ủa anh tặng nó lẫm đồ nhà em tặng đồ cái thứ em tưởng đâu sao đây tao thứ lắm tụi bay đâu. Tao thứ lắm đó vậy. Thấy không? Mày thấy không? Em à, thấy rồi. Xin lỗi anh Diêm nha, nãy giờ xin lỗi anh Diêm nha. Không nhưng mà không sao, em ở đây. Đúng rồi. Mình 20.000 đó. Không phải chứ, có anh giỡn thôi. Tao sai 20.000 lắm tiền. Nếu mà sai cái like trên tay mà que 20.000 muốn tao. Em cộng gì đi Sài Gòn. Quên, khui ra chị Cao tao tặng. Đâu, em tới gì nhà khui. Từ từ, em nói đây nha. Bây giờ anh Quốc, em nói nha nha. Bây giờ vậy, anh Quốc tay là cục gì đúng không? Quê 20.000 Bây giờ nghe hai đứa tụi bay dám ghé tao. Anh Quốc tặng cho Quỳnh bao nhiêu, tao lì xì tết tụi bay bao nhiêu. No. Tụi bay dám nhận à? 100.000 Em nói là anh chuyện đi. Chuyện của mẹ sao vậy? Không, hai đứa nói một đi. Em sẽ cho anh, em sẽ chứng minh sự chân thành của anh. Để em gửi lại cho anh Quốc. Để em gửi lại cho anh. Ê, đây, hai đứa tụi bay rồi. Ok, giờ trong tay nè. Nếu mà trong tay nè, anh Quốc cũng tặng cho Quỳnh tiền đúng không? Tại tiền đúng không? Đúng rồi. Là ví dụ như giờ tụi bay nè. Nè, tụi bay rơ, cho tụi bay rơ luôn. Anh Quốc mà, em nói là anh Quốc này là cái nếu mà cái giá trị trong đây nè mày cái đó chuyện của tao lấy lại quần của em mà Quỳnh. Anh Quốc anh tặng ví dụ như trong đây anh tặng 1 triệu thì tôi tặng tụi bay phải gấp 5 đến 10 lần cái giá trị 100.000 thành 500.000 trời đó rồi mày có rồi em nói là 10.000 hai đứa tụi bay chịu không em lại lách tay 200.000 là tao tặng 200.000 lách chịu không được kế thì không phải tặng thôi cứ tặng thôi tao tặng đó rồi là anh giải thưởng chị. Em tin anh mà Quốc. Em tin anh. Em không chịu gì hết. Thề đi anh Quốc. Yên tâm đi, em tin anh. Khổ tại nghi. Anh muốn tặng em là đỡ vậy cho hai vợ chồng nó. Thề đi bài hợp đối thân sinh tố. Tốt nhất luôn làm. Tụi bay thua liền, nếu em chụp thơ mà còn bao nhiêu là tụi bay thơ. Thua cái gì thì cứ bao nhiêu là mình nhau lên. Anh Quốc,
em đưa anh đi. Riêng em này em chơi đẹp. Quá. Em chơi là em tặng lại mấy đứa kia là phải gấp 10 lần. Đó. Đó. Em cho tiền phần anh luôn anh. Đi. Vui đâu Quỳnh. Đi mẹ. Đi này chồng Quỳnh. Đưa mẹ ơi, tôi mới tặng mẹ lắm. Em biết anh ngừ đầu hồn mà sao anh tặng không sao đâu. Tôi để nói là được. Anh tặng nhiều tiền. Đồ tấu gì vậy? Anh có sao? Anh tặng 20 anh chị. Đi mẹ. Tặng 20 không có 20 chứ mấy nữa. Em đưa tiền lại. Cái này cứ đỡ cho nó có hai ngàn. Tao chú yêu tao gì vậy cá nhân sự thôi. Đối dương anh em cậu chéo ngoài chưa? Lè lè chạy đi ăn trộm để tặng anh. Nói á. Đúng rồi. Đúng rồi. Bao nhiêu đôi anh? Hai trăm con. Không mà có cái đồ đó mày tặng đi. Cái khẩu trang gì cũng thủ. Rồi. Cái này là cái gì cực luôn. Tại mày thích không lấy cái mày lên. Em bị em thù ổ à. Ở thanh thì sao. Đây đây đây. Cầm gì anh tắt nữa đem cục cầm. Em không nhận. Anh tặng mày một lớp đi. Tao tặng một đứa 10 lớp này. Đó, ông mới làm mày ông lụm cái lóc này nữa chứ. Ông lụm này ông tặng nữa chứ. Mấy mẹ mày tao chủ yếu tao dạy cho mày tặng như thế nào cho mày. Ủa chị? Ủa chị là phải anh phải làm thiệp thiệp cho. Không tặng được 20 nữa mày. Khoan, nó khi nào cái con chết là nhà mình bán thuốc mới thuốc nhà mình không anh? Thì thuốc nhà mình ra gì nữa biết không? Cái hàng đây là hàng công ty em chưa gì đó. Anh phải mất hàng tặng về nhân viên nha. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy nào, xin lỗi chị em ăn nãy giờ xin lỗi. Thấy một cục luôn thì em muốn mấy cục mày, mày mấy cục. Xin lỗi anh chiên vậy. Mày mấy cục. Ờ sao? Đúng mày đâu mày thành mẹ phái. Trời quá ơi, nay mới mà anh tẹ thì em phủ khóm rồi anh trụ hiểu em anh quốc. Còn mẹ đó nữa em chưa khui hết mà. Em giấy rồi. Thôi con vậy nữa. Từ từ đó mình đóng anh chung chiên có tiền của nó nè. Mày nghĩ tiền đó mà tiền mày sao mình khu của mày. Đó là em mất niềm tin anh rồi nghe. Rồi thử Quỳnh đặt gì Quỳnh? Một lần em mất niềm tin là và anh không tin. Rồi thử xí rồi mày. Đấy. Mấy chục thay. Mấy chục thay. Mấy chục thay. Mấy chục thay. Mấy mẹ mày tao tặng nó đỡ trăm mé tao sợ sợ thật khẩn. Sao sợ nó dính trong rừng với mình sang sao thành sao. Tự nhiên cái đó cứ quyền của nó hả? Quyền nó chứ mày đi con mày phụ nó. Rồi mày sao anh quan tâm mẹ? Nó dính nó mà cứ. Anh hiểu không? Vậy mà sao anh nói với em anh em tình nghĩa đi quay hơn rồi là biết. Anh quý em, anh quý em mà anh cái đẹp chê mày tao tặng nó vô của tao. Anh, nãy giờ nãy ông chưa anh. Bây giờ cái ba trái nữa. Chưa anh, ông chưa vợ cho mình chiêu kìa. Mày không chịu em được rồi. Anh ơi, bỏ quần này sao đâu? Đấy, quần này hả? Hôn này hôn gì mày? Hôn chào quần. Anh biết đòi bỏ quần của nó. Dây sao đâu Phúc? Mày mẹ đòi bỏ quần. Nói anh này. Phúc gì anh có quay về clip không? Anh đừng có ôm áp em nữa. Không có quay về clip không? Nói gì sao? Có quay về clip không? Không. Có tôi mới quay đẹp đâu. Có quay thì chưa khai mới quay đẹp đâu. Mới quay đẹp đâu nói với chị mày không phải đâu mày. Đủ mày. Quýnh chào đủ Phúc. Hiểu biết chưa? Đâu? Không biết kìa. Đâu? À kìa đâu? Thích cái kìa đụng ra trên cây sau cây rồi. Đâu? Kìa Hello anh em channel của Hùng Nhi. Nãy các bạn thấy ông tặng ông mềm. Trời ơi, lấy đồ em rồi kìa. Chứ quên quên, ủa mày cầm đâu quên. Sao bây giờ đó là thì em nhận chứ giờ thôi, bây giờ đồ gì cũng không. Ủa mày cũng lấy gì vậy? Bây giờ cái đồ này anh có không tặng ngoài cho em mà. Ông lộn đồ em kìa. Bao tính thế này còn đi. Tiền thì chưa mày. Mới cái mũi đồ rồi cái gì. Đã ôm về thì gì là anh xe tiền cho em. Tao bảo không được rồi. Thua. Dạ dạ đủ bây giờ anh tặng quà em Quỳnh giờ anh lụm đồ em anh đền lại cho em chứ đủ mẹ em nói lẹ vậy quá. Anh tránh ra anh Quốc em mất niềm tin á anh rồi. Giấy quà em người ta sẽ bị bị biển mà lấy gì vậy. Anh tặng cho em mà. Tặng gì? À, anh tưởng làm cho hai thằng chó lên nó biết rồi. Tưởng làm cái gì? Phải cho anh tặng nó mà anh tặng nó mà. Em tưởng anh nghe rồi. Dạ anh nè tẻ tiền. Đưa anh quay bao nhiêu tiền anh tính lại. Thôi bây giờ vậy. Không phải nhiêu tiền. Anh chịu hết. Cho anh Hùng nha. Vậy thôi đưa quà tặng lại cho nha. Anh tặng là thôi nó không có được lấy lại. Còn con bím đó nữa. Mày sao cái thứ chó mày có như vậy rồi mày làm thiệt mày. Tao kêu mày á. Cuộc đời không có con ghé này như mày. Mày thành độ ghi cái láp mày rồi. Sao ý vậy anh nói tặng quẹt lên. Mày ở dưới này mày ghé cái cục tiền dư ở dưới đúng không? Để sao anh chưa nhận xong xe. Nói gì? Cũng tiền á. Thuốc men á. Vị trí đồ anh cũng tặng cho em đâu. Thì em lấy cái thuốc men vị trí đâu. Còn cà phê đồ đưa lại. Ba cái xu gì lấy gì dùng đây. Ủa thuốc men bán có tiền anh nha. Bao chu về nhét cái dưa leo vô làm dùng được rồi. Hiểu không? Bây giờ đồ mày đi que mày tự nhiên. Đồ đây là anh thử anh rồi. Anh em không có nào hỏi vậy. Anh tặng tự tặng đó, tặng đó là nó anh làm clip cho vui thôi. Anh Quốc em nói anh nha. Lúc mà anh bước lên tặng em nha, em rất là cảm động luôn thiệt. Cổm cảm động mà. Cảm động. Cảm động. Không phải cổm. Nó cổm à. Nó cuồng á, hiểu không? Có lẽ là em không có bé tay anh đâu. Mà tại vì anh em thấy anh có tình có nghĩa đó. Em bé tay anh.
Nhé mà anh lấy cái này là giọng anh ôm áp em. Bà bém á, tôi thấy bà ở mặt bà bém á. Đồ có nhìn giấy không? Cái mặt bè giờ tôi nói thì thấy à, em thấy à, em thấy bà thấy có mày... được không? Tự nhiên anh tặng quà cho em, với bây giờ không tặng được cái gia chữ em. Tao tặng em thì em phải lấy chứ. Sao cái tao... mặt bém bém như vậy? Tao nghe đi. Đây là đây là anh làm clip cho vui. Để vậy răng đi vợ chồng nó là phải sống đi, đi mà sao anh này anh sống tốt cái tiền đâu tôi bè nói tôi nhiều tiền lắm phải sao vậy? Thôi bây giờ em không có kể vậy anh sống tốt bây giờ anh này răng gì rồi á sống tốt vậy sống tốt mà không muốn trang định gì đâu cho mày gầy uống rồi bạc rồi đó không lương đó em giữ tiền lại cho nó đỡ giờ nó có tiền hai chồng mày đính đó như vậy phan cho chị coi chị bận xíu mày cứ đổ người đẹp đó không dành cái vẻ của em mà đưa anh đánh cái nào quy tiền đây anh đánh cái đó anh đưa đó ừ rồi giờ anh đánh em hết rồi sao không sao mấy cái này mình dùm lên 5 lần nha anh Hùng nhắm mắt lại đi nhắm mắt lại đi anh Hùng nói anh Hùng chạy đau hơn anh nhắm mắt lại đi anh Hùng nói em không chạy đau anh nhắm mắt lại nhắm mắt lại đi nhắm mắt lại đi đó nào rắn lơ này còn giết với tôi giờ anh nói với em nè hoặc anh đừng có bao giờ đến cho tính tiền lại đi cho em giấy đâu đây về em không có nói chuyện với anh nữa anh quá à anh em mình không còn anh em nghĩ sao đây nghe em tin không em bước ra khỏi ngõ em còn quần xì nữa gì hả em tin không bây giờ tính tiền nói à tính tiền này anh nói với em nghe này cuộc đời anh á anh kia anh tặng ai là phải đáng đỡ anh tặng em hiểu không? Ủa tại sao anh tặng hôm nay bây giờ lại đây làm là anh làm cái clip đó thứ lắm không chứ không phải là tặng thiệt mẹ người em cũng đính cháu à thì anh nói thiệt rồi em đã tặng đẻ rồi con nhỏ là trẻ nha anh thiệt chứ em ấy. Em đúng là em không ở đây được ở đây người ta chửi em dù em bị là nản ngơ đúng không chứ đâu có bạn ai đâu xí nhục dữ vậy bây giờ nói thiệt này em đang cướp cho nào mẹ trời sức của đời em cháu làm gì cháu làm gì anh nói đúng không anh nói đúng với em nhọc đây lại ô anh cái gì à què đấy thôi đừng có bay mũ hiểm bây giờ anh nói em nghe nè què của người ta em đừng có tham làm bỉm như anh em hiểu không em đừng có giống như bẹo bỉm cái gì cũng lấy cái gì cũng lấy hết đó anh tặng em cái thuốc gì chạy cái ống tìm nó để bơm vô ấy cho nó to lên rồi không chịu lấy mẹ đồ để chi cà phê em có biết uống đâu em còn ai đâu mà em có gì em không biết uống mà em cũng đem về cho ba em mẹ em uống ba em ấy ba em ở đâu cái đồ nhà em anh đi làm nhảy quá ừ. Đó là cái vợ nhà, tôi là trộm á là cái đồ để em bán ra quán cho cái thứ mày cũng biến cho nữa ủa liên quan gì thằng mới ngồi kia cà phê cho nó tao quán ghép cho mày mày cũng không cho ai mượn mẹ em có mượn anh không không mượn nhưng mà bây giờ lỡ tặng đâu con nhỏ nó gần tết rồi đối cho nó tặng nó vui đi thứ lần đầu tặng đi giải tỏa thôi em đem về đó. Anh kêu em đếm anh không cho em đem về sao mày ngu với mày mày lấy những hàng vị trí đâu còn hàng cà phê đó tao đem giờ mày có ăn đâu rồi cháu rồi bây giờ cho mấy bò mày uống đi sao con lại điên dữ mày hả tin mày đâu đó mày mày có buồn tao không mấy thằng áo đầu thằng nước hàng dữ mày nói giải cái tiền ai đưa tiền cho em này ai đưa tiền cho em tao lấy lại đi anh lấy khẩu đây ở đây ai chăm ở đây anh chạy thang nguyên ngoài đường uống liên quan tới em eo anh hưởng vậy nha người ta nó tiếm nó dưới mày làm clip cho vui tướng làm mà nãy giờ đủ anh thấy rồi. Anh thấy vui em không thấy vui em không. Chưa thấy vui quỳnh thầu yếm á đủ đâu 10 phút đâu đưa anh nè lại cho em để lại tiền em hủ cho anh là em nể mặt anh lắm mà mơ cơ có buồn ngày đỡ anh dẫn cho anh quỳnh cho quỳnh gì anh cho anh mà giữ ông lại cho anh nghe mày lấy giấy mày phải đi được nè nó đưa tiền thua mày yếu không? Đưa clip cho anh Trang. Đưa clip cho anh. Đưa clip cho anh. Đưa clip cho anh. Đưa clip cho anh. Cái mày mày kia clip tao. Cái mày mày lấy một bẹp em. Mày 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 đưa lại rồi cho anh. Mày lấy tập clip ở đây. Đưa cho anh. Đưa clip tao. Mày. Em tập một bẹp. Đưa clip tao. Đưa clip cho anh. Đưa clip cho anh. Đỡ đỡ cho anh. Tao đem đây hả? Mày dối rồi đẻ đường nào. Tao đỡ cho nhiều ăn buồn. Là thay vì cái tiền mà anh lượm què của em anh lượm què của em anh lượm què không què không không què em mà mẹ mày đưa đi đưa mày đưa clip đâu clip đưa
mày giải đưa tiền qua. Đưa tiền qua. Mày bị bao nhiêu phút nào? Tầm 15 phút rồi đấy. Mẹ đưa đưa. Đưa tao 15 phút nữa là đủ. Đưa tiền. Đưa tiền.